Yo, hello what's up cho anh em nha. Chúng ta trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chị anh em phải tài chiến đây, từ đường phố đấy các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video, vẻ đầu video nhấn xem like và một subscriber của channel phát triển nha, cảm ơn rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục hành trình buổi sáng anh em. Sáng thì vừa mới nộm 20k kim cương, trưa nay tiếp tục qua nào phụ anh em lại làm bull code quà và quẩy sự kiện thôi. Mong rằng trưa nay sẽ kiếm được nhiều kim cương hơn. Tôi vừa mới làm xong một đống nhiệm vụ luôn anh em. Quá trời quá con luôn, tha hồ mà hốt. Ok, trước khi tiếp tục video thì anh em xin 2 phút quảng cáo. Anh em không thích thì có thể tu ca nhé, còn anh em rất nhiều. Giờ thì quảng cáo thôi. Yo, trước khi vào video thì chúng ta cùng nhau đến với Cowin68 anh em. Qua đây để trải nghiệm con game, xem một con game đang kiếm tiền online hot nhất hiện nay có gì đặc biệt các bạn. Đây là một con game mà phải nói là cực kỳ uy tín ở thời điểm hiện tại các bạn nhé. Ở đây thì anh em để chơi rất là nhiều loại chơi, anh em dùng cây tiền vào nhận dìu miễn phí, anh em dùng cây tiền với sự kiện thì vô cùng đóng phú, anh em báo danh hàng ngày các bạn sẽ nhận thêm tiền, chia sẻ mỗi ngày các bạn nhận thêm tiền nữa. Ngoài ra thì anh em có thể nhận được gift code hoặc là các bạn lấy gift code ở dưới phần mô tả, tôi có ghi link nhóm anh em phải vào lấy để nhập thêm để kiếm thêm may mắn, kiếm thêm có cơ hội nhận từ 50 hello từ 10.000 cho đến 500.000 thì phải anh em, đó các bạn có thể kiếm thêm vòng quay mỗi ngày anh em kiếm thêm điểm để quay thêm vòng quay kiếm thêm tiền các bạn đó. Chúng ta vòng quay kim cương vàng bạc có thể kiếm thêm rất nhiều tiền anh em. Đại lý ngoài ra thì anh em thành đại lý của game một cách cực kỳ dễ dàng đó. Game này thì nói chung là rất là dễ chơi anh em, lạp thì vô cùng phong phú anh em, cổng nạp rất là nhiều đây, rất nhiều cổng nạp cho anh em lựa chọn anh em đó, quá trời cổng nạp anh em, ví bay momo tranh binh kinh tất cả hỗ trợ rất nhiều anh em đó. Ngoài ra khi các bạn đặt cắn mốc trực tiếp thì các bạn nhận được những ưu đãi từ VIP anh em đó, thế là ngon anh em, skin các kiểu. Về loại bài chơi thì đây rất thể loại nhiều bài để cho anh em chơi đó, từ bài cào, bài cẩy, tài xỉu, quay đĩa rồi các kiểu, anh em rất thể loại anh em phải chơi trải nghiệm. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi thử đong hổ anh em, một trong thể loại anh em hay thích chơi. Cái này thì các bạn nên ngồi thì các bạn nên đặt nhẹ thôi, và các bạn nên chọn cái bên mà các bạn cảm thấy đây, chúng ta ngồi tính toán một tí anh em. Giờ mới vào chưa có cầu nên tôi sẽ bắt đại anh em, bắt đại hai con hổ đi. Ok mới vào mà đã được ăn rồi anh em, đó có ngay hai con hổ ạ. Nói chung chơi thì rất nhiều phong phú đa dạng anh em, thêm vào trải nghiệm nha, còn chần chừ gì nữa link tải đó để vẫn mô tả rồi. Sau khi chúng thầy thì các bạn có thể ra đổi thưởng thì rất là thoải mái anh em, với ba tài khoản liên kết ngân hàng cho anh em là nhiều tài khoản, nó gọn liên kết thoải mái. Cứ check lịch sử thấy ok thành công là ten là tiền về tài khoản rồi nhá. Ok, còn chờ gì nữa mà không tải game anh em, link tôi đã để với phần mô tả, cảm ơn rất nhiều. Ok, giờ thì bye bye. Ok bạn, và cũng như là nói đầu video anh em, thì giờ chúng ta sẽ đi full code và sau đó thì quẩy sự kiện anh em. Code hiện tại này có 3 code anh em, trong đó thì có một cái code dùng riêng, đó chính là code của sự kiện VIP code chiên. Đây, hiện tại thì trong cuối tháng rồi, như nào mà còn chưa nhận VIP code chiên của tháng 2 thì tranh thủ nhận đi ạ. Kim có nghĩa biết là nhập được không ta? 10 giây à? Ừ, quên mất anh em, quên nhập code phải đợi 10 giây. Nói chung là những cái gì đổi được thì tôi đã đổi hết rồi anh em, và những cái gì làm được tôi cũng làm hết rồi. Đó, giờ chỉ còn việc đó quậy thôi anh em, giờ chỉ việc quậy thôi. Ok, đợi 10 giây nữa à. Đâu đây? Rồi, ok các bạn, vậy là chúng ta có 3 phần quà cái code anh em, cho nó có VIP vàng anh em. Đó, VIP code vàng. Ok, VIP code vàng, 3 quà code online. Tổng quà ok 3k kim cương anh em, 105 thùng bia, 460 xu vòng quay, 136 cái bìa vàng, các bạn nhìn thấy khủng khiếp không, quá khủng khiếp anh em. Để tất cả quà cá tôi vừa nhận được sau khi làm một đống nhiệm vụ đấy anh em. Ok, xứng đáng. Đó, Sanji bữa tiệc Sanji, đợi nghe một cái vé trên tay về nào nói chuyện tiếp anh em. Rồi ok, trước mắt chúng ta có 590 xu vòng quay, 207 xu quay cao cấp à. Ok, chúng ta có 160 để đánh boss rồi. Ok, vào việc thôi. Quay à, 7856 anh em, được 7 vòng cũng được. Tầm 7-8 vòng là ok rồi, chi nhiều cho nó mệt. Ok, tới nào. Ây da, chưa kiếm được 20 hay 50k kim cương mới quan trọng anh em, cứ như sân nay nổ phát 20k kim cương.
quá sục dỡ. Con làng đấy khá cháy, chắc chiều rảnh tôi sẽ quẩy tiếp anh em. Chiều rảnh cập nhật không quá cát, xem có gì hot không, tối rảnh thì tôi sẽ quẩy tiếp con làng đấy. Chứ đâu giờ trưa này chỉ quẩy làng này thôi anh em. Cho ăn quẩy này thôi cũng đã đủ mệt rồi các bạn. Rồi xong, còn đám cũng bị vàng nữa à. Nhưng cũng căng thẳng nhờ. Rồi cái anh em cứ để qua bên. Quay anh em có hai vòng bao nhiêu mà quay đại đi, hai vòng thêm ít cốc bia vàng, ít thùng bia anh em, chắc hết thực hiện ra là lên được hơn 300 cốc bia vàng đấy, 350 thì mới đến thu về được hơn 30 thùng bia đấy, bao nhiêu rồi lộn anh em, 60 thùng bia ngon lành. Ok, tiếp tục xúc quả buồn lá. Ồ, xém full anh em, được 26, 130 có bia vàng, à 1330 thùng bia chứ anh em. Thế là hơn 300 thùng rồi, 325 thùng bia các bạn. Hô, cái đầu Furitora Taro luôn. Ngon lành anh em. Giờ thì chỉ có hốt quà, quay sự kiện test nhân phẩm là cái đáng trân trọng nhất lúc này anh em, đáng chơi nhất lúc này. Ui, rách hạn hán à. Ây da, lục ủi Inuzashi, căng đấy nhờ. Khét đấy, cũng khét đấy, nhưng mà chưa ngon lắm anh em. Giờ ra Luffy qua lô mới ở đỉnh của nó các bạn. Good job luôn. Ok, tới nào. Rapa, Chopper. Tiếp tục. Tới anh em. Sanji. Ok, được 3 cháu thế ạ. Ôi trời, vừa nói xong gì ra ai anh em. Luffy, Luffy. Cho xin một Luffy Wallo nào. Hay Zoro Wallo cũng được. Tasagi, Tasagi. Ok, tới anh em. Ivan Cốc. Ui giời, Fanky, Luffy. Vẫn là Fanky các bạn. Tiếp tục lại là Franky Sanji. Deccan. Chuẩn bị ra cháu S ở đây anh em. Luffy có lô hay ai đây? Ui Luffy anh em, cũng là Luffy nhưng mà lại là NLV các bạn. Luffy S này, thằng đây. Ô oh. Được các bạn, duyệt. Đấy, đập con thằng này bon đấy nhờ. Bon đấy anh em, bon đấy, bon đấy. 300 thùng bia ra đống S các bạn mà ra Luffy Wallo anh em. Quá ngon, thêm cho nữa thì quá đỉnh luôn. Vớt được không? Vớt vớt nhau cái nhờ, bỏ lớt thêm phát nữa. Tatsugi, chỉ rách hạn hán anh em. Có bỏ lớt nhưng mà lại là rách hạn hán. Ok, hết rồi. Đã hết các bạn. Xương xương phải được bao nhiêu? 190 đợt boss anh em. Thêm ít copy vàng nữa. Rồi. Nghe xuống xem. 445 anh em. Quá tuyệt vời. 20 kim cương đã hoàn tất. Chơi giống sáng luôn anh em nhá. Được phát múc luôn. Không giải thích nhiều các bạn. Bữa nay chơi vậy cho nó chiến các bạn. Tôi thấy cái kiểu cứ dần già là mệt người lắm. Múc luôn cho nhanh. Làm phát 50k kim cương rớt. Nhân phẩm anh em. Quá nhân phẩm đấy, phải không? Ok, tới nào. Lộn luôn. Ok. Rồi. 20 rương kim cương các bạn. Uầy, liệu có kỳ tích nào ở đây không? Ừ. 380 cốc bia vàng. Dành ngồi đập cũng được đấy. Rồi cái đây để tính sau anh em. Dừng lên boss này trước đi. Dừng boss may mắn.
50 xu, 70 xu, ngon lành gớm nhờ. 1k. Ôi. Ôi giời ơi, đúng là này hết nhân phẩm của buổi sáng rồi. Đúng kiểu hết nhân phẩm của buổi sáng luôn rồi anh em. Chơi bời gì nữa các bạn? Tầm này đi chơi bời gì nữa ạ? U là trời, chơi là ủ luôn các bạn. Còn đồ để chơi đó, nhưng mà nhìn lao lúng anh em. Lúc khác anh quay lại chơi vậy các bạn. Đen quá. 1k kim cương các bạn. Thề đen thôi, đỏ quên đi chứ ai đen thế à. Quá đáng lắm luôn á. Rồi clip kết thúc đây vậy anh em. Hẹn anh em tiếp theo nhá. Giờ thì bye bye mọi người.